Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc các bạn có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật được những tin tức mới nhất thú vị mỗi ngày. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những tin tức mới nhất của bóng đá Việt Nam. Nghệ sĩ xúc động trước va lao đầu giải nguy của Văn Hậu. Trong trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022, Đoàn Văn Hậu đã giúp cho tuyển Việt Nam thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Nhiều nghệ sĩ Việt đã dành lời khen cho nam cầu thủ. Tối ngày 19 tháng 11, đội tuyển Việt Nam đón tiếp đối thủ Thái Lan đầy duyên nợ trên sân Mỹ Đình, Hà Nội, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Với lợi thế sân nhà cùng nhiều lần bất bại trước các đối thủ, đông đảo người hâm mộ hy vọng đoàn quân áo đỏ sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam kết thúc 90 phút thi đấu bằng kết quả hòa không đều trước tuyển Thái Lan. Sau trận đấu, Văn Lâm và Văn Hậu là hai cái tên được nhắc nhiều nhất. Khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho hai tuyển thủ trước tinh thần thi đấu quyết liệt và những pha cứu nguy cho đội bóng nước nhà. Ở phút thứ 82 của trận đấu, Văn Hậu đã dùng đầu ngăn cản cú sút từ chân cầu thủ đội bạn. Đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến chấn thương nặng. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 1999 vẫn chơi lăn xả để giữ khung thành của đội nhà không bị sa lưới. Trên trang cá nhân, diễn viên Hồ Việt Trung chia sẻ lại khoảnh khắc Văn Hậu cứu nguy cho tuyển Việt Nam. Anh xúc động viết, trời ơi, xem cảnh này mà sớt nước mắt, kể từ bây giờ em là thần tượng của anh. Diễn viên Đỗ Duy Nam cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với đàn em. Anh chia sẻ, Văn Lâm, Văn Hậu, đêm nay các em thật tuyệt vời, xúc động, nghẹn ngào. Là người trực tiếp theo dõi trận đấu của tuyển Việt Nam và Thái Lan tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, vào tối cùng ngày, diễn viên Quang Tuấn cho biết anh nổi gai ốc khi chứng kiến pha cản phá của Văn Hậu. Theo nam diễn viên, chân sút người Thái Bình là ngôi sao sáng của trận đấu tối nay. Ông xã Linh Vi bộc bạch, đêm nay dù Việt Nam không chiến thắng nhưng mà tinh thần của cầu thủ cống hiến cho bóng đá nước nhà khiến cho tôi nể phục. Tôi tin tưởng rằng tương lai sẽ còn rộng mở và tiến xa hơn nữa đối với Văn Hậu cùng với các tuyển thủ Việt Nam, yêu các em rất nhiều. Ca sĩ Châu Khải Phong bày tỏ tiếc nuối khi Việt Nam không giành thắng lợi trong trận đấu vừa qua. Tuy nhiên, anh hạnh phúc khi chứng kiến lưỡi chơi sung mãn kỹ thuật của các chàng trai trẻ. Nam ca sĩ xúc động bày tỏ, pha cản phá cứu nguy của Văn Hậu khiến cho tôi vô cùng ấn tượng. Tôi gần khóc khi chứng kiến tình thần, quả cảm của em. Sau này nếu có con trai tôi chắc chắn sẽ cho con theo nghiệp bóng đá và Văn Hậu sẽ là một trong những lựa chọn để đặt tên con. Có mặt trên sân vận động Mỹ Đình theo dõi trận đấu, Lý Hùng nể phục trước sự lăn xả để bảo vệ khung thành của Văn Hậu. Nam diễn viên tin rằng đội tuyển nước nhà sẽ đi tiếp ở bảng đấu. Khoảnh khắc khóc cười của nghệ sĩ sau trận Việt Nam và Thái Lan. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan đã khép lại với tỷ số hòa không đều. Chứng kiến những pha bóng hay của các cầu thủ đội nhà, nhiều nghệ sĩ đã không nén được xúc động. Tối ngày 19 tháng 11, đội tuyển Việt Nam đối đầu với Thái Lan ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội trong khuôn khổ bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhiều nghệ sĩ Việt đã cổ hủ hết mình cho tuyển nước nhà, chứng kiến những pha bóng hay của các cầu thủ tấn bèo rạng rỡ vui sướng. Diễn viên Minh Luân mừng rỡ khi xem khoảnh khắc thủ môn Phan Lâm xuất sắc cản phá cú đá của Thairathong Buamanthan. Chia sẻ với báo chí, nam diễn viên bày tỏ sự ngưỡng mộ với Văn Lâm. Từ lâu Văn Lâm là thủ thành mà tôi thần tượng và yêu mến. Trận đấu tối nay em ấy xứng đáng là người hùng của đội tuyển. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Trung Anh chia sẻ khoảnh khắc vừa ăn bánh mì thay bữa tối vừa hồi hộp khi theo dõi từng pha bóng trên sân vận động Mỹ Đình. Diễn viên Về Nhà Đi Con chia sẻ mệt nhưng vui, lâu rồi mới có lại được không khí hừng hực trên sân. Ngay từ sớm, ca sĩ Phương Thanh đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình để trực tiếp chứng kiến và cổ vũ tuyển Việt Nam. Cô vui vẻ rạng rỡ chụp ảnh cùng với các người hâm mộ tại khán đài. Giọng ca sinh năm 1973 hò hét vui sướng khi thấy đội nhà áp đảo đối thủ trên sân, cô liên tục hô vang tên của Đặng Văn Lâm. Diễn viên Tấn Bèo buồn bã sau khi chứng kiến trọng tài từ chối bàn thắng của tuyển Việt Nam. Minh Luân ôm đầu tỏ vẻ thất vọng trước bàn thắng hụt của tuyển nước nhà. Nam diễn viên chia sẻ, đáng tiếc cho đội quân áo đỏ khi cơ hội giành chiến thắng trước Thái Lan đã trong tầm tay, tuyển Việt Nam đã thiếu may mắn trong trận đấu tối nay. Lý Hải cùng với ekip ngồi xem bóng đá tại một quán cà phê ven đường. Đạo diễn phim buồn bã, thẫn thờ khi trọng tài từ chối bàn thắng của tuyển Việt Nam. Anh cho biết, nếu đội nhà thắng lợi chúng tôi sẽ không tiếc thời gian dừng lại được cổ vũ, nhưng nếu hòa cũng là kết quả không tồi. Lý Hải còn chia sẻ khoảnh khắc, anh cùng với các cổ động viên vỗ tay ăn mừng khi Văn Lâm cản phá thành công cú sút từ chấm 11m của đội Thái Lan. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận cổ súy tấn công Facebook trọng tài trận Việt Nam-Thái Lan bị dân mạng gây gắt phản ứng. Bình luận của Nguyễn Hồng Thuận khiến cho một bộ phận dân mạng phẫn nộ và gọi anh là nhạc sĩ trẻ trâu.
Tối ngày 19 tháng 11, đội tuyển Việt Nam đối đầu với đội tuyển Thái Lan tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 tại sân vận động Mỹ Đình ở Hà Nội. Hàng triệu cổ động viên Việt Nam háo hức theo dõi trận đấu, đặt nhiều kỳ vọng vào các tuyển thủ nước nhà. Ở hiệp đầu tiên, Bùi Tiến Dũng đã đưa bóng vào lưới của đội tuyển Thái Lan bằng cú đánh đầu. Cổ động viên ở sân bóng như vỡ òa vì cho rằng đội tuyển nước nhà đã dẫn trước đội bạn với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, trọng tài người Oman, ông Ahmed Al-Kaf đã không công nhận bàn thắng này. Việc không công nhận bàn thắng của đội tuyển Việt Nam khiến cho giới chuyên môn, khán giả bức xúc. Cựu trọng tài FIFA Đinh Văn Dũng nhận định bàn thắng của Bùi Tiến Dũng là hợp lệ. Đa số khán giả cho rằng trọng tài người Oman đã có hành động thiên vị đội tuyển Thái Lan. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, một trang fanpage đã đăng tải hình ảnh của trọng tài Ahmed Al-Kaf được in dòng chữ cầu thủ chơi tốt nhất đội tuyển Thái Lan, giải thích lý do đưa ra nhận định như vậy. Người đăng bức ảnh viết, tạo một penalty, cú thua một bàn, công thủ toàn diện. Ở dưới bài đăng này, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận đã thải nhẹ bức ảnh chụp hình tài khoản Facebook được cho là của trọng tài người Oman cùng với dòng chữ 5.000 anh em biết làm gì rồi chứ, đùa cho vui sau trận đấu căng thẳng thôi nha bà con. Bình luận của nam nhạc sĩ lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ cư dân mạng. Dù dòng chữ của Nguyễn Hồng Thuận chỉ mang tính chất đùa vui, nhưng dân mạng lại cho rằng đó là một hành động trẻ trâu, thiếu suy nghĩ, cổ suý hành vi tấn công trang cá nhân của trọng tài nước bạn. Là người nổi tiếng nên biết cách hành xử tí đi, hành xử như trẻ trâu. Dù trọng tài này không công bằng nhưng cũng đừng kêu gọi mọi người tấn công Facebook người ta, thế gọi là chơi dơ. Tưởng có tích xanh là ngon hả Nguyễn Hồng Thuận, đùa không vui có duyên chết liền. Bên cạnh đó, một số bộ phận khán giả quá khích cùng nhau vào tận trang cá nhân của vị trọng tài này, mắng chửi ông bằng những lời lẽ khó nghe bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Ông Ahmed Al-Kaf, sinh năm 1983, quốc tịch Oman, từng bắt chính nhiều trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam, chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc, vòng bảng Asian Cup năm 2019. Trọng tài nổi tiếng Graham Paul nhận định gì về bàn thắng không được công nhận của đội tuyển Việt Nam? Trong trận đấu với Thái Lan ngày hôm 19 tháng 11 hôm qua, tuyển Việt Nam đã không được công nhận một bàn thắng của Bùi Tiến Dũng. Phóng viên Gabriel Tan đã phỏng vấn nóng cựu trọng tài người Anh Graham Paul về tình huống nhạy cảm này. Phút 32 của trận đấu, Bùi Tiến Dũng có một pha không chiến đánh đầu tung lưới đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, bàn thắng không được trọng tài Al-Kaf người Oman công nhận vì cho rằng Văn Hậu có tình huống cản phá thủ môn Kawin Thamsachanan. Cây viết Gabriel Tan, Singapore, phỏng vấn nóng cựu trọng tài nổi tiếng của giải Ngoại hạng Anh, ông Graham Paul về tình huống này. Ông cho rằng đây là bàn thắng hợp lệ. Văn Hậu đã nhảy lên chiếm lĩnh không gian trước khi Kawin kịp lao ra cản phá. Sự thất thế của Kawin giúp Bùi Tiến Dũng đánh đầu vào lưới. Ông Graham Paul cũng lưu ý rằng khu vực 5m50 không phải là phạm vi bảo vệ thủ môn, mà đó là khu vực hoạt động chủ yếu của thủ môn. Nhiều người nhầm tưởng rằng thủ môn sẽ được bảo vệ khi hoạt động trong khu vực đó. Như vậy rõ ràng chúng ta có quyền tiếc nuối về một bàn thắng không được công nhận. Trọng tài người Oman đã có những quyết định bất lợi cho tuyển Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan. Và cũng trong ngày hôm qua 19 tháng 11, ngay sau khi trận đấu kết thúc, nhiều người hâm mộ Việt Nam đã vào Facebook cá nhân của trọng tài Al-Kaf để bày tỏ sự bực bội vì những quyết định bất lợi của ông này. Trước đây, người hâm mộ vốn coi Al-Kaf là một vị trọng tài công tâm sau khi ông bắt rất tốt hai trận đấu có tuyển Việt Nam, gặp Uzbekistan và Yemen. Thông tin tiếp theo, báo Thái Lan, tuyển Việt Nam thành công khi dẫn đầu bảng. Tờ Thái Rat cho rằng một điểm có được sau trận hòa Thái Lan cùng việc duy trì ngôi đầu bảng G là thành công với tuyển Việt Nam. Sau 90 phút trên sân Mỹ Đình, trận derby Đông Nam Á giữa đội tuyển Việt Nam Thái Lan kết thúc, tỷ số hòa không đều. Nhận định về trận đấu, tờ Thái Rat cho rằng đây là kết quả phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân, đặc biệt với màn trình diễn ấn tượng của hàng phòng ngự từ Việt Nam. Tuyển Thái Lan nhập cuộc với áp lực phải thắng do đang xếp sau Việt Nam ở bảng G, bởi vậy chúng ta buộc phải thắng ở trận đấu này. Trong khi đó, đối thủ lại chơi kỷ luật, rình rập, chờ đợi cơ hội để phản công. Tuyển Việt Nam thành công khi duy trì ngôi đầu bảng trên bảng xếp hạng. Thái Rat bình luận. Rất khó khi đối đầu với cầu thủ Việt Nam, bởi họ đều rất khỏe. Chanathip, Supachok hay Ekanit đều không thể hiện được nhiều. Tuyển Việt Nam xứng đáng nhận được sự ngợi ca. Còn với Thái Lan, chúng ta phải tiếp tục giải quyết những vấn đề, đặc biệt là sự sắc bén của các chân sút. Tác giả phân tích. Để tìm ra cái tên xuất sắc, những cây viết của Thái Rat không ngần ngại chỉ tên Đặng Văn Lâm. Thủ thành Việt Kiều có trận đấu rực sáng với điểm nhấn là pha cản phá phạt đền của Thiraton Bumathan ở phút 27. Đặng Văn Lâm xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nếu anh ta không cản phá quả phạt đền trong hiệp 1 và quả phạt góc trong hiệp 2 của Thiraton, chúng ta đã có 3 điểm dưới sân Mỹ Đình. Tác giả ca ngợi Lâm Tây.
Bên cạnh đó, các tác giả không quên động viên Thiraton sau quả phạt đền hỏng ăn. Đừng nghĩ rằng tình huống đá hỏng phạt đền của Thiraton là điểm nhấn lớn nhất. Các siêu sao trên thế giới đều từng thất bại trên chấm 11m, bởi vậy chúng ta cần làm là an ủi động viên Thiraton. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Malaysia giành chiến thắng 2-0 trước Indonesia. Kết quả này giúp Harimau Malaya vươn lên vị trí thứ 2 với 9 điểm, đẩy Thái Lan xuống vị trí thứ 3 với 1 điểm kém hơn. Còn với tuyển Việt Nam, thầy trò Park Hang-seo vẫn yên tâm ở vị trí đầu bảng khi có 11 điểm sau 5 trận. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Để thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật được những tin tức mới nhất hấp dẫn thú vị mỗi ngày. Và bây giờ, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.